Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra án phạt cho các cá nhân, đơn vị liên quan đến sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẩy vào tối ngày 11 tháng 9. Theo đó, Hà Nội FC và Nam Định là hai câu lạc bộ phải trực tiếp nhận án phạt. Hà Nội FC bị phạt 70 triệu đồng vì để cổ động viên đốt pháo sáng trong sân. Ngoài ra, đội chủ sân Hàng Đẩy còn bị phạt 15 triệu đồng vì để cổ động viên chửi bới, ném đồ vật xuống sân. Không những vậy, nhà đương kim vô địch còn phải thi đấu 2 trận trên sân nhà mà không có khán giả. Ban kỷ luật VFF cũng đưa ra án phạt 85 triệu đồng với câu lạc bộ Nam Định vì các lỗi tương tự. Các cổ động viên Nam Định cũng bị cấm đến sân khách trong 2 trận kế tiếp, gặp Khánh Hòa ở vòng 24 ngày 21 tháng 9 và gặp Sài Gòn ở vòng 26 ngày 19 tháng 10. Theo thông tin từ Sportsoul, trong quá trình đàm phán hợp đồng mới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam yêu cầu huấn luyện viên Park Hang-seo giúp Việt Nam vào chơi trận chung kết Asian Cup 2023. Cụ thể, tờ báo của Hàn Quốc viết, lọt vào chung kết Asian Cup là một nhiệm vụ đầy thử thách mà ngay với cả Hàn Quốc, một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á mới chỉ một lần vào trận đấu cuối cùng ở 7 giải đấu gần nhất. Việt Nam chưa bao giờ lọt tới trận chung kết. Đây là điều kiện quá khó về Việt Nam khi xếp hạng 15 châu Á theo bảng xếp hạng của FIFA. Mặc dù Sportsoul thông tin như trên, nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam và người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa xác nhận. Hiện tại, ông Park vẫn đang tập trung vào công việc ở đội tuyển Việt Nam và U22 để hoàn thành mục tiêu giúp tuyển Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và vô địch SEA Games 30. Sau danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 như ban tổ chức Premier League trao tặng, tiền đạo của Norwich Timo Pukki tiếp tục được vinh danh ở một cuộc bỏ phiếu khác, cũng là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 nhưng do EA Sports tổ chức. Mặc dù Norwich không hẳn có kết quả tốt chỉ với 3 điểm sau 4 trận, nhưng Pukki lại là một trong những ngôi sao sáng nhất giai đoạn vừa qua. Anh ghi 5 bàn thắng và một pha kiến tạo trong 4 vòng đấu đã qua, trong đó có cú hat-trick vào lưới của Newcastle để Norwich có được chiến thắng đầu tiên. Nhờ đó, anh vượt qua những ứng viên tên tuổi như Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling của Manchester City, Roberto Firmino của Liverpool và Ashley Barnes của Burnley để có được chiến thắng. Thông tin từ tờ Daily Mail cho biết, Marco Verratti đã ở rất gần bản hợp đồng mới với PSG có thời hạn đến năm 2024. Nhà vô địch Lyon còn sẵn sàng tăng gấp đôi mức lương hiện tại của Verratti lên 11 triệu bảng một năm để giữ chân một trong những nhân tố quan trọng nhất đội bóng. Thậm chí ban lãnh đạo đội bóng Pháp còn hứa với anh về tấm băng đội trưởng trong tương lai không xa khi Thiago Silva sẽ bước sang tuổi 35 trong tháng này và cũng sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay. Điều đó cho thấy mối quan hệ giữa PSG và Verratti đã được hàn gắn trở lại chỉ hơn một năm sau khi anh nổi loạn đã được ra đi. Tính đến thời điểm này, sau 7 năm đầu quân cho PSG từ Pescara, Marco Verratti đã trải qua 282 trận đấu trên tất cả các mặt trận. Nemanja Matic được cho là sẽ rời Manchester United thời gian chuyển nhượng tự do khi hợp đồng của anh với đội bóng 20 lần vô địch nước Anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay. Tiền vệ 31 tuổi người Serbia mới chỉ ra sân 22 phút ở Premier League mùa này, bởi Matic chỉ là sự lựa chọn thứ ba sau Scott McTominay và Paul Pogba. Trong hợp đồng của Matic với Quỷ Đỏ có kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Tuy nhiên, theo trang Calcio Mercato, đội chủ sân Old Trafford không có kế hoạch thực hiện lựa chọn đó. Điều này đồng nghĩa Matic sẽ được tự do ra đi vào mùa hè tới và ngay từ tháng Giêng năm 2020, anh có quyền đàm phán với bất kỳ câu lạc bộ nào. Wayne Rooney cho rằng ở thế hệ của anh, tuyển Anh đã có thể gặt hái một thành công nếu được huấn luyện viên Pep Guardiola dẫn dắt. Tôi cảm thấy rất phấn khích và hạnh phúc khi được theo dõi và chứng kiến đội tuyển Anh giành chiến thắng. Nếu nhìn lại thế hệ 10 năm về trước, bạn sẽ thấy chúng tôi có một nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới thời điểm đó. Chúng tôi có Rio Ferdinand, John Terry, Ashley Cole, Steven Gerrard, Paul Scholes, Frank Lampard, David Beckham, tôi và cả Michael Owen nữa. Nếu như được Pep Guardiola dẫn dắt, chúng tôi có lẽ đã gặt hái được mọi danh hiệu. Chẳng ai có thể nghi ngờ điều đó cả. Cựu tiền đạo của Manchester United chia sẻ trên Wayne Rooney Podcast.